Đây, còn MV Duster bản R thì chủ xe mới muốn vừa chân và vừa chạy thì mình khép kính là mình nói thay vỏ bên mình, lúc mình bán mình đã bao thay vỏ rồi. Thông số zin của con này nó là hai vỏ 200 luôn anh em, mâm kia neo vỏ 200 nhưng mà neck thì nó sẹt chỉ 50 thôi, nhưng mà mình thay cái vỏ sẹt 55 để cho nó tròn, nó đẹp cái vỏ. Lột tem nè, vỏ mới anh em. 24-25 nha Kiên. Anh em nhìn mình mở ốc à. Bên mình mở ốc à. Không có một cái dấu vết gì anh em thấy không? À, quay cho anh em coi. À, không có một cái dấu vết gì luôn. Và tăng sơn cho ảnh. Đây, em nhìn nè. Mình chùi cho anh em xem. Không có dấu ha. Cái này là chưa rửa nha. Đây, mình chùi ra. Không có một cái dấu gì hết nha. Đó, tại sao mà mình phải kỹ như vậy? Mình muốn khép kính để làm sao? Những con ốc này á phải biết cách mở. À, phải biết cách tăng. Nó không có xấu cái đồ tăng bên trong nè. Đó. Còn không có xấu con ốc bên ngoài. Đại thường những ốc này rất là khó mở, phải biết cách. Chứ không thôi nó xấu ốc, nó mất cái giá trị. Ok chưa em? Cắm máy hay là gắn lại ông? Cắm máy. Tại vì con này là chưa bao giờ mở ốc bánh, cũng chưa bao giờ mở ốc để tăng sên. Nó chạy 2.100 cây rồi, lấy gì mà phải tăng. Đó, thì ốc trước ốc sau đẹp cho nên phải lót kỹ ha. Rồi ảnh đổi xe với mình, cho nên ảnh đổi cái bình anti-gravity qua. Rồi mình phải thay nhớt và lọc nhớt cho ảnh. Đó, ảnh phải thay nè. Cái này là ảnh muốn thay, chứ nhớt kia còn mới lắm. Thay đi cho nó yên tâm thôi, không có vấn đề gì. Đó, cái vấn đề thay nhớt, thay lọc là tính thêm. Còn mình chỉ bao thay cặp vỏ thôi. Với mình thay cái bình là thay giùm ảnh. Giao kèo là để lại cái bình cho ảnh. Tính tiền nhớt với lọc nhớt coi nha em. Cái cặp đèn. À, cặp đèn với đường dây. À, anh gắn thêm đèn. Vì cái bình mà mình thay cho xe nó chỉ là cái bình đủ cho con xe zin thôi. Mà ảnh muốn lên đèn tại vì ở trước người ta dán cái kiến màu khói á, cho nên nó hơi tối, dán một khó vỏ đẹp anh em nhìn nha. À, nhưng thì ảnh muốn lên đèn thì bắt buộc phải thay bình pin, bình pin 360cc đo nó đâu đó tầm gần sắp xỉ 600 đó, dòng xe tức thời. Đó, thì phải gắn đèn lên. Cho nên phải thay bình qua cho ảnh. À, thay vỏ vô. Bây giờ chỉ bào thôi. Rồi đây. Đây là con BM đã nhận cọc rồi. À, mình phải, hồi nãy mình có quay cho anh em đó, mở ra kiểm tra, thay chụp cam, tinh cam, thay sim đồng tiền, canh lại sim đồng tiền hết 11 con phải thay, và thay hai cái cò lăn. Nếu mà mình không mở ra để mình thấy cái cò này nó có hiện tượng bắt đầu lột rồi nè, em nhìn thấy không đó. Đây, thấy không, nó chốc nè. Một con nè, thấy không? Hai con nè. Đó, nếu mà mình bao 7 năm bảy anh ta thì người ta đi khoảng tầm 5.000 cây nữa thôi là nó sẽ lột cặp cam. Mà cặp cam này đang còn rất là mới. Đó, thường là BM nó sẽ bị như vậy. Tầm đâu đó khoảng 20,000 tùy cái độ kêu của máy, tùy theo cách sử dụng và nhớt thay. Khi mà mình nghe cái tiếng kêu mình phải mở ra để mình kiểm tra đó, rồi mình thay để tránh tình trạng hư cặp cam. Tại vì một cây cam á, nó cây cam mới nó tới 16 triệu mấy trăm đến 18 triệu mấy trăm tùy người mua và tùy theo thời điểm, tùy theo giá đô, tùy theo tiền ship. Bèo nhất cũng phải là 16 triệu mấy trăm một cây. Anh em thấy nó rất là tốn. Còn cò lăn này á, mua mới là phải 3 triệu mấy một con. Đó. Thì mình phải kiểm tra lại, bắt buộc phải service và cho khách mới bao khách chạy được. Còn để như vậy á, khách chạy đâu đó 5.000 cây nữa là nó lột cam rồi.
Vậy mình hỏi anh em là nhiều người ta đi nửa năm á, nó lột đó, thì không ai nói được cái người bán, nhưng mà người ta cay chứ, người ta tính theo ô đô thôi chứ đó, lúc đó hết bảo hành đâu ai nói được. Còn cái người đi nhiều đi tầm tháng 2 tháng à mà bị lột vậy đó, mà bao người ta ví dụ chỗ mua bán thì họ không trách được, còn mình là chỗ sửa xe là thợ mà đi lột cái xong cũng quay qua nói ủa sao anh sang bao em mà em đi vậy lột, thì á nó bị vướng cái chỗ thì mình phải bảo hành, còn mình nói ngang với người ta là mình mất uy tín đó. Cho nên thôi tôi làm xong hết rồi đó, tôi bao được nhớt nước luôn rồi, chơi tới giày luôn nè. Bố tháng sau là bố tháng xịn à, vệ sinh đồ lại hết nha. À, bố tháng xịn là để nè ha, giờ sinh tơ đàng hoàng. Bố này có khả năng là bố Vinh. Bố tháng trước cái này là mình thay cho khách mình bao anh em chết giá luôn. Bố SBS 7870 RST bên mình mới lên giá nè, mình nhập bố tháng về. Đợt trước là mình đang bán nè một bộ Ray Center nha 1.023.000 là mình bao lắp rồi. Anh em nhìn bán này có giá hết. Bữa nay nó lên giá là 1.280.000, nhưng mình cam kết cho anh em luôn những cái chỗ bán lẻ khác là 1.400.000 một cặp một bộ đó nha, còn trong hãng là tới 2.000.000 to 3.000.000 một bộ đó, cùng cấp. SBS là công ty con của Rambo, gia công cho Rambo, có nghĩa là cái bố thắng zin theo con xe này á là của SBS, nó ghi chữ Rambo bự ở trên, đó là công ty tổng, nhưng mà gia công cho nó ghi SBS ở dưới à, phải rõ ràng như vậy đó. Nhưng mà cấp Racinter là nó đã trên cái cấp zin của xe là một cấp rồi à, đó. Rồi thì anh em nhìn nè, bán xe một con xe đó gọi là xe cực đẹp, là bao chưa té ngã luôn đó, chưa sơn dặm một cái gì hết, và tới ngay đợt bảo dưỡng service giờ là chạy thôi, 10.000 cây tiếp theo là không phải lăn tăn mà suy nghĩ. Anh em nhìn nha, tại vỏ này là vỏ rốt số 4 là mới ken nha nè, chứ không phải là vỏ cũ nha đó. Sơn nhông dĩa là còn đẹp nha, bây giờ bảo dưỡng full một con, thay buji mới, để tí xíu mình liệt kê anh em. Cái lọc gió zin này là chủ xe phải thay, tại vì mình lên lọc gió đồ chơi cho chủ xe là Canen. Còn lọc gió zin này á nó cũng cũ rồi, mà mình thay cho khách thì mình phải thay lọc gió zin để nó đỡ tốn tiền, nhưng mà cuối cùng không có thôi, chủ xe dân chơi thì phải thêm chút. Nguyên một cái con xe như vậy chủ xe chỉ bỏ là cái lọc gió 2.000.000 thôi, còn lại mọi cái chi trả của mình để bao một chiếc xe bảo dưỡng tổng quát, bao một chiếc xe anh em coi nè, chua lắm anh em, cũng đơn giản đâu nè nè ha. Dựa trên này mà bảo hành tổng con xe khi mình bán là mình bảo hành một tháng, lỗi xe là bên bán chịu, nếu mà là do cái người bên phía cạnh là người chạy xe bán, cái bên do người chạy á thì bên bán hỗ trợ, cứ không phải bỏ không. Do người chạy là sao, tình trạng nồi đây có thể mở cho anh em coi là còn cực đẹp, còn phải 80%. Nếu mà mình chạy mình rà côn á thì nó cháy nồi là do bên người chạy chứ không phải là do bên bán, là lỗi do bên người chạy thì bên bán vẫn hỗ trợ. Còn trong thời gian ghi rất rõ là trong thời gian bảo hành khách nên thay nhớt bên gara để được bảo hành khép kín và không cho bên thứ ba can thiệp, bên nào mở ra bên đó chịu trách nhiệm. Còn anh em muốn lên đèn hay lên gì cứ nói bên mình hỗ trợ khép kín để bảo hành. Còn qua thời gian bảo hành anh muốn sử dụng dịch vụ nào bên nào là chuyện của anh, là mình cũng hết trách nhiệm đúng không, muốn bảo hành thì phải khép kín như vậy ha. Rồi anh em nhìn nè, thay cò lăng 2 con, thay sim đồng tiền 11 con, thay buji mới mình liệt kê ra nha, thay chụp cam new, thay lọc nhớt, thay nhớt hạ nắp cạc te, kiểm tra lại đường nhớt đi keo là đáy cạc te đó, để vệ sinh để coi tình trạng động cơ nó như thế nào, còn rất là đẹp, không có bị sạm, không có xà bần ba vớ ra. Xe này á, zin trên xe là đi cái bình GS, phải thay đúng lại cái bình TTZ 14S nè, 2.2 nè. Rồi thay bố tháng trước nè,
SPS Sing Center đồ mới nè, vệ sinh xử lý bếp nè, vệ sinh xử lý cụm bấm ga nè, đó, vệ sinh nè, dây côn thùng xăng lớn cụm bơm xăng, xử lý lọc trong này ghi nhầm nè, ghi sai chính tả, cái nào sai chính tả anh em báo để mình sự ghi lại. Boe cụm nắp xăng, đường thông gió thoát nước, thay nước mát ly quy và xúc đường nước, thay bạc đạn bánh, thay bạc đạn cùi dĩa, thay dầu thắng, vệ sinh heo đó mình không ghi, vệ sinh heo bóp bóp ra thôi, tại vì nó cũng không kẹt cho nên cũng rẻ thôi, không ghi. Nào ghi rõ nè, thay lọc gió khách phải trả tiền tầm 2 triệu ấy thôi, còn lại nguyên cái bill này anh em thấy gần 30 triệu, gần 30 triệu cho một con xe đẹp để bảo dưỡng, anh em thấy anh em đỡ biết bao nhiêu tiền chưa? Và giá mà bán cho anh em á, rẻ hơn giá thị trường luôn, mà bao chất xe luôn. Xe này đi chết thảng mà nói là té ngã rồi mình trả đủ tiền, trả luôn cái tiền test xe, trả luôn cái tiền đi lên lại cho anh em. Xe không té nó không té ha. Còn xe là máy zin chưa trẻ, chưa trẻ máy giữa là chưa trẻ, đâu đó rõ ràng. Mở ra vệ sinh bên trong gấp rồi hết luôn ha. Đó, vệ sinh heo rồi đàng hoàng. Để mình ghi thêm vệ sinh heo bóp đít tông chứ không có bắn, tại vì không có kẹt. Bố trước, bố mới, bố sau còn quá dày không thay. Mình bán xe là mình cũng phải làm như vậy. Khách tới đòi cọc mình cũng cho. Cọc mà không coi xe, thôi qua coi đi, coi cọc. Cọc ít cũng lấy, tại vì mình bảo dưỡng hết, mình thấy anh em thấy gần 30 triệu, đặt cọc 10 triệu nghĩ lý gì, mình đâu cần thiết. Thật sự mình bảo dưỡng xong thì mình giao cho lái cũng giá đó à. Tại vì người ta mua ngay cái lúc mình chưa làm mới được cái giá rẻ, mình làm xong rồi đi, mình phải lời hơn chút chứ, tại mình bao mà. Đó. Thay bạc đạn bánh rồi hết anh em thấy không? Chứ giờ bánh mà bạc đạn bánh mà không thay, đi mấy bữa nó quanh cái từ mâm quanh ra sao sửa cho người ta, lúc đó thua rồi không sửa được. Quanh á bị va chấn á thì còn ép lại được, còn quanh mà từ cái bạc đạn nó quanh từ trong cốt ra là thua luôn. À, nó ảnh hưởng ABS nhảy tùm lum tại vì nó cong đó. Trời, chạy rất là nguy hiểm, anh em thấy không hề đơn giản đâu. Mua một con xe, xe này á, là sơn zin nguyên con, người ta dán keo nè, chùm nguyên con luôn, không thích thì lột ra, không một vết chày, bao kiểm tra bát bên trong không gãy ha. Đó, sẵn mở đây, vàng áo zin nha, chứ không phải vàng áo Trung Quốc đâu, xe Đức đàng hoàng nè, em thấy vàng áo bên trong đẹp không, bát bung không gãy bát nào. Đó, xe đẹp nó vậy đó. Đi kiếm mua con xe vậy chua lắm anh em, chua lắm á, chứ không phải có của rẻ mà của ngon đâu. Nói thật sự luôn, con xe này mua là ông này ổng đi bảo dưỡng ở đâu á chạy không có được, hai ba chập rồi bảo dưỡng chạy không có được, không có ngon đó. Nói thẳng thừng là như vậy rồi mới mua được với người ta giá rẻ, mà mới biết nó bị cái gì, đồ nhà mình có sẵn đó. Mà hên cái xe này vàng lông nó quá đẹp đi, không có té không ngã gì hết à, về mình biết được cái lỗi đó mình mới mua thì mới có lời chứ không thôi mà lại bán rẻ hơn giá thị trường. Mà còn mà xe nó đang ngon mà đẹp vậy á, dễ gì có giá này, dễ gì người ta bán cho mình, người ta đâu có bị khùng đâu đó. Anh em nhìn nè, cái tay côn nè, cái lớp mạ đó nè, anh em để ý nha, thường á là người ta sẽ đánh ra cái nứt nhôm này là không phải nha, cái tay côn nó phải có một cái lớp mạ nè đó, thì cái chỗ bóp á, người ta bóp thì nó bị chóc mạ, cho nên nó sẽ còn ở cái đầu nè đó, cái đầu nó có cái lớp giống như cái lớp mạ, lớp keo đi nha, ở đây cũng vậy đó, đừng có chê cái này, tại vì này người ta xài ít. Còn những cái người mà người ta đánh lại thì nó sẽ ra cái nhôm không rồi thôi, nó đồng bộ, nó sáng giới, nhưng mà không phải, đồ đó đã dọn rồi, giống như cái gù này cũng vậy, nước sơn zin nè, đó nó tróc ra, nước cái gù zin mà, đó nó tróc ra, nhưng mà nhìn nè, ốc này chưa mở nè, nó có tróc ra nhưng mà nó là đồ zin chưa có sơn lại, để làm gì, để coi cái xe có bị té ngã hay chưa, đó,
ông chủ xe này ông kỹ, ông đi kỹ mà ông chưa bị ngã bị té. Xác xe quá đẹp. Bô zin còn luôn. Ốc ác rồi bánh rồi cực đẹp. Ha. Đó. Kiếm đâu ra? Chắc chắn. Nè. Gù nè. Sơn zin rồi hết, nguyên con chưa có dặm tút. Dán keo áo chùm nguyên con. Có chày luôn. Đó. Vậy mới có đồ ngon. Chứ không phải đâu ra mà dễ ăn dễ ngon, chìa khóa hai chìa đủ. Biết được gốc gác luôn. Xe này là date đời cuối 2017-2018. Bốn con cuối cùng ở ngoài showroom. Bốn con cuối cùng. Mâm zin theo xe là mâm 7 cây HB. Đó, chứ không phải là đồ vô. Chưa có sơn si gì lại hết. Mâm zin chưa ép luôn. Đó. Người ta đăng ký lần đầu là năm 2020. Lúc xe này nếu mà bán đúng giá là 800 mấy, ra tên khoảng 900 mấy, 900. Thì cái xe này là mấy xe cuối cùng sẽ được giảm giá, tại vì con cá voi nó ra. Người ta ra tên luôn chỉ có 800 mấy thôi. Ha. Bây giờ xong một con như vậy, bảo dưỡng full hết, bao chết hãng. Đó, không một cái lỗi nhỏ gì hết. Anh em thấy cái bill không? Về bán xe mà làm thứ dữ vậy đó. Xe mình bán vậy, anh em coi từng cái vỏ cho tới sơn nhung dĩa, cho tới bố thắng dầu, tình trạng bao. Xe nào tai nạn nó ra tai nạn, xe nào không tai nạn nó ra không tai nạn. Mà phải làm chuẩn như vậy mới bao người ta được. Quay thẳng luôn, không coi thôi, trả tiền không quan trọng. Dù coi rồi đó. Đó. Quan trọng tại mình rõ ràng ha. Mình mua đồ đúng, tốt, chứ không phải làm lại đúng chuẩn để bán, chứ không phải buồn ngãi bậy bạ để mà sợ. Đó. Ở đây sơ sơ cho anh em coi. Này chưa xong ha, không có làm lộ thông tin khách hàng. Con xe bị gãy sườn. Nó bị gãy sườn nó do nó tức, chứ còn cái phuộc nó cong nhẹ thôi. Tại sao tức gãy sườn? Và mình làm lại nè. Hàng xong rồi sơn sườn đố ai biết luôn, nhìn trong nhìn ngoài. Đố ai biết xe tai nạn luôn. Đó anh em coi. Coi một vòng coi coi thấy ở đâu không, tai nạn ở đâu không nha. Gãy sườn đó. Rồi, coi bên ngoài đúng không? Coi bên trong. Coi bên trong coi gãy sườn ở đâu. À, đâu có thấy được đâu đúng không? Chỉ anh em luôn nè, không phải mấy cái chỗ hàng này đâu, cái này là của nhà sản xuất á. Cái gãy ngay đây nè. Bên trong là còn có dấu nè. Thấy không? Đây nè, nó gãy ở đây nè, gãy bên ngoài ra đây nè. Gãy hết xuống như này luôn. Đó, gãy như nè. Đâu có dấu đâu, từ trong ra ngoài. Nhìn là bỏ tay á, bây giờ biết được. Đó, bây giờ ráp vô làm mới chuẩn chỉ cho khách hàng. Dù xe đời cũ, cái sườn này, sườn khung mình nó nói với anh em á, người ta làm những cái khung sườn theo cái gọi là cái thiết kế dạng khung, nó chịu lực từ trên xuống, chịu lực từ trước tới, không có chịu lực ngang, bẻ ngang là gãy à. Và nó được lóc kê bởi những cái con ốc lóc kê máy, phải lên phải canh phải chuẩn để lóc kê chuẩn lại cái bách máy với cái sườn, rồi mới siết ốc lại để lóc lại thôi. Đó, còn nó bị gãy vậy á, là phải hiểu nguyên nhân là do gắn một cái này là người ta gắn bách chống đổ lên, ta canh cái cục canh không đạt, rồi nó tông nhẹ vô cái nó tức nó gãy à. Thường là vậy á, anh em đi nó tức nó gãy thôi, chứ còn nếu mà để gãy cái sườn khung này á, mà nói thiệt anh em á, là nó gãy luôn cái dàn phuộc nó mới gãy được cái khung sườn, hoặc nó cong biến dạng khung sườn. Còn này nó tức gãy một bên là do cái cục canh máy không đạt. Người ta rớt máy, người ta canh không đạt. À, R1 kia là xong nổ máy rồi. Chủ xe đưa đồ tới đâu là xong tới đó, không có lý do chậm hay nhanh là binh nịnh. Rồi
đó, chia sẻ với anh em những cái như vậy. FZ1 xong là bảo dưỡng luôn, xong mới giao, cũng nói rõ tình trạng chủ xe luôn cho xong. Cũng quan trọng đúng thôi, không có đặt búa máy, mình không có vậy. Anh em cần làm xe thì liên hệ với mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.